Chào mừng các anh em trở lại với channel. Trong buổi sáng hôm nay chúng ta có một thông tin rất nóng bỏng đến từ DJI.com. Đó là vào ngày 21 tháng 3 này, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, vào lúc 9 giờ sáng sẽ diễn ra một sự kiện ra mắt sản phẩm mới thuộc dòng Enterprise. Và nó là gì? Thì đến ngày 21 chúng ta sẽ biết chính xác. Tuy nhiên chúng ta đã có những cái thông tin rò rỉ về sản phẩm này và nó cũng khá là rõ nét. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết được tên của sản phẩm nó là gì. Có thể là M30 hoặc là M400 cho dòng Enterprise. Như anh em biết, dòng Enterprise này đã quá nổi tiếng của DJI. Nó chuyên để phục vụ đối tượng là doanh nghiệp. Ngoài phục vụ nhu cầu điện ảnh thì nó có thể hỗ trợ rất là tốt trong việc tìm kiếm cứu nạn, trong việc truy tìm tội phạm, bởi vì nó được trang bị camera tầm nhiệt hay camera hồng ngoại có khả năng nhìn rất rõ trong đêm, dò tìm ra nguồn nhiệt. Và nó cũng đã hỗ trợ rất là nhiều trong ngành công nghiệp nặng, trong những hệ thống điện cao thế để giúp dò tìm ra được những cái dòng rò, hỗ trợ cho việc sửa chữa những công trình lớn công nghiệp như điện năng lượng mặt trời thì cũng được sử dụng những cái tấm pin năng lượng mặt trời mà nó bị vấn đề. Thì với chiếc drone này nó có thể giúp dễ dàng phát hiện ra để sửa chữa. Và rất là nhiều nước đã sử dụng những dòng drone này cho mục đích an ninh, cho mục đích là truy bắt tội phạm nữa. Và thay vì cái dòng Enterprise đời cũ nó có một cái thiết kế phải nói là khá là cồng kềnh, thì cái dòng Enterprise sắp ra này nó được thiết kế một thiết kế cánh gập gọn, đang rất là ăn khách ở trên những dòng Mavic. DJI cũng muốn phát huy cái điều đó, không bị rườm rà như những dòng Enterprise đời cũ. Cái cách gập cánh thì nó hơi khác hơn so với Mavic, đó là hai cánh phía trước mở thẳng ra phía trước và hai cánh phía sau mở thẳng ra phía sau. Nó không có cơ cấu xoay giống như dòng Mavic, nhưng mà với cái cơ cấu cánh này thì thật ra nó đã rất là tiện lợi rồi. Nó tiện lợi hơn những cái dòng cánh cố định rất là nhiều. Chúng ta sẽ có thể gập rất là gọn cái máy lại và cái thiết kế nó sẽ được khí động học hơn cái thế hệ cũ. Ở thời điểm này thì những hình ảnh rò rỉ nó chưa được rõ nét lắm, nhưng mà chúng ta cũng đã có những hình dung khá là rõ ràng với những công nghệ được trang bị trên dòng Enterprise sắp ra này. Thì ở đây anh em thấy là chúng ta sẽ có cảm biến 6 chiều. Đây là Obstacle Avoidance Sensor, cái góc bình thường không phải sử dụng fisheye như thế hệ Mavic 3, nhưng mà nó cũng sẽ cho cái góc rất là rộng bởi vì nó được trang bị rất là nhiều cảm biến. Anh em thấy đây, đây hai cảm biến nè, mặt bên chúng ta hai cảm biến này nè, và bên đây nó có hai cảm biến rất là sát nhau. Đây chính là IR Obstacle Avoidance Sensor, nó có thể hoạt động được trong điều kiện thiếu sáng luôn. Đây là hai camera 3D. Phía trước cũng tương tự, đây chúng ta có hai camera 3D và đây có IR Obstacle Avoidance Sensor. Phía trước có một thêm mỗi camera quan sát nữa. Và mặt sau cũng tương tự, chúng ta cũng sẽ có Obstacle Avoidance Sensor và IR Obstacle Avoidance Sensor, cùng với là mặt sau chúng ta cũng sẽ thấy chúng ta sẽ có hai viên pin. Nó cũng tương tự với thế hệ cũ. Ngoài việc nâng dung lượng bay lên thì nó cũng sẽ giúp backup trong trường hợp một viên pin nó bị sự cố thì viên pin còn lại nó vẫn có thể cứu cái máy tiếp tục bay chứ không bị rơi thẳng. Rất là hay. Và phía trên chúng ta cũng có cảm biến. Vậy là chúng ta sẽ có cảm biến 6 mặt, trước, sau, trái, phải và trên dưới, đủ đúng 360 độ toàn máy luôn. Với hình ảnh này chúng ta thấy rất là rõ cái cảm biến đây. Những cái dòng Enterprise, những cái dòng dành cho doanh nghiệp này thì nhìn chung thì cái thiết kế nó không được đẹp, nhìn nó khá là thô luôn nè anh em. Tuy nhiên nó đã mang một thiết kế thông minh hơn thế hệ trước rất là nhiều, gọn hơn rất là nhiều với cơ cấu gập cánh như thế này. Và thay vì là 4 động cơ được úp thẳng xuống hết như là thế hệ cũ thì bây giờ chúng ta sẽ có 2 động cơ được úp xuống và 2 động cơ được ngửa lên. Và cụm camera gimbal anh em cũng thấy nó có một cái thiết kế mới. Gimbal này rất là rộng luôn. Nhìn thì đúng là nó hơi mất cân đối, nhìn cái máy nó không còn đẹp nữa, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái góc rất là rộng. Và thay vì thế hệ cũ sử dụng cái chân đáp phía dưới nó khá là rườm rà. Và cái nữa là cái cụm gimbal này nó lộ ra hoàn toàn ra bên ngoài. Trong trường hợp va chạm hoặc là rơi từ phía trên xuống á, khả năng rất là cao cụm camera gimbal này sẽ bị gãy, nó văng ra ngoài luôn. Còn cái này thì ít ra nó được bảo vệ bởi cái phần thân máy phía dưới này. Trong một số tình huống thì nó có thể bảo vệ được cái cụm gimbal này. Và cái cụm gimbal này thì anh em thấy là nó được cố định trong thân máy luôn, chứ không có rời bên ngoài. Và thiết kế rất là giống với thế hệ mới nhất flagship dòng Mavic, đó là Mavic 3. Đây là một thiết kế cũng được học hỏi Mavic 3, vốn là những sản phẩm đang là chủ lực, đang ăn khách nhất của DJI. Và như các anh em biết, dòng Enterprise này á, nó sẽ đảm nhiệm luôn những cái chức năng, chẳng hạn như là ngoài chụp hình 2D, nó còn có thể chụp 3D và cả sử dụng camera tầm nhiệt, camera hồng ngoại để nhìn trong đêm. Nên là anh em thấy trên cái cụm camera này chúng ta sẽ có rất là nhiều cảm biến luôn. Sơ qua cái hình này thì chúng ta thấy ở đây sẽ có 4 cái cảm biến luôn. Theo rất là nhiều thông tin dự đoán thì nó cũng sẽ được trang bị cái công nghệ zoom kỹ thuật số, chứ chưa được sử dụng công nghệ zoom quang học. Mặc dù khả năng zoom rất là sâu, bởi vì bên cạnh ống kính wide góc rộng thì nó được trang bị ống kính tele với tiêu cự rất là dài cho khả năng zoom rất là sâu luôn. Và chắc chắn là dòng này cũng sẽ được trang bị camera tầm nhiệt, bởi vì một trong những nhiệm vụ quan trọng của nó là bay trong đêm để dò tìm. Và đây chúng ta lại có hình ảnh tiếp theo đăng ký bản quyền về cái hộp đựng của nó. Một lần nữa khẳng định đây là những gì chúng ta sẽ nhận được. Đây chúng ta có một cái hộp đựng cũng rất là hoành tráng luôn.
chúng ta có thể không cần phải gập cánh lại, cũng có thể để vừa trong cái hộp này luôn. Khi cần bay thì cứ nhấc ra mà bay thôi. Và tiếp theo đây là DJI RC Plus Remote Controller mới trong clip rò rỉ tuần rồi. Thì chúng ta một lần nữa khẳng định đây chính là remote controller thế hệ mới nhất được DJI trang bị cho dòng Enterprise, cụ thể là Matrix. Chúng ta sẽ có thêm một số thông số nè, model của nó sẽ là RM700, chữ M này viết tắt của Matrix nè, và nó có thể tương thích với các dòng máy T40, T20B, BM320, WM630 và được trang bị công nghệ OcuSync 3 Pro. Nó đưa cái tầm sóng, đưa cái tầm điều khiển tối đa lên đến 15 km, rất là xa luôn. Và thật sự những dòng này thì có khả năng bay trong thực tế xa như vậy, bởi vì nó được trang bị viên pin kép cho thời lượng bay rất là lâu, và nhu cầu thực tế của những dòng này cũng sẽ bay rất là xa. Với việc trang bị cái remote controller quá là pro như thế này, đầy đủ công nghệ mới nhất, chắc chắn là cái khả năng đáp ứng cái hiệu năng của nó sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng sẽ được trang bị dual band 5.8GHz và 2.4GHz. Tiếp theo là chất lượng hình ảnh, thì chúng ta có độ phân giải là 1920x1200 pixel, và cái màn hình này thật sự phải nói là nó rất là lớn luôn em, nó như một cái máy tính bảng đặt trên đây luôn. Chúng ta có độ sáng của màn hình này là 1200 CD/m², chạy hệ điều hành Android. Chúng ta sẽ có wifi và chúng ta có cả 4G dongle. Cái remote controller này nó có thể gắn được sim vào luôn anh em, do đó là chúng ta có thể chủ động được về internet. Chúng ta có thể quay ở độ phân giải rất là cao và số frame rate rất là cao luôn, đó là 4K 60fps 60fps/s, và trang bị codec mới nhất H265, cũng như là chúng ta sẽ có cổng HDMI 1.4, bộ nhớ trong 64GB và có thể gắn thêm thẻ nhớ microSD. Và cái remote controller này nó cũng được thiết kế để hoạt động trong môi trường rất là khắc nghiệt, đó là âm 10 độ C cho tới 40 độ C luôn. Chúng ta cũng sẽ được trang bị chuẩn chống nước IP54. Ok, vừa rồi là một số thông tin về sản phẩm sẽ được ra mắt vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Những thời gian một năm mấy gần đây, DJI liên tục kích cầu, và thật sự phải nói là chưa từng có trong tiền lệ, và nó đã khiến cho các đối thủ khá là đuối sức để chạy theo. Chúng ta sẽ chờ xem ngày 21 tháng 3 thông tin chính thức từ hãng như thế nào. VChannel sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất đến các em. Cảm ơn các em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.